여러분 안녕하십니까? 이번 시간에는 제13과 생일을 공부하겠습니다. 이번 시간에도 열심히 공부합시다. 네. Các bạn thân mến, chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là bữa tiệc sinh nhật. Sau bài học này, các bạn sẽ có thể nói được những cái biểu hiện chúc mừng. Đấy, và các bạn cũng sẽ học cả mẫu câu nói nguyên nhân lý do nữa. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung từ vựng. Ở phần nội dung từ vựng bài ngày hôm nay của chúng ta, các bạn sẽ học các từ liên quan đến sinh nhật và các từ biểu hiện liên quan đến tặng quà và quà tặng. 생일, 케이크, 축하 노래, 잔치, 카드, 초대, 생일, 나이, 살, 생신, 연세, 새, 지갑, 화장품, 손수건, 넥타이, 귀걸이, 목걸이, 반지, 꽃다발, 선물을 주다, 선물을 드리다, 선물을 받다, 선물을 고르다. Các bạn đã nghe rõ những nội dung từ mới ở phần bài hôm nay của chúng ta chưa? Các bạn hãy thử xem tôi và cô Kim sử dụng các từ mới trong bài ngày hôm nay như thế nào trong đoạn thoại sau đây nhé. Kim 선생님, 생일에 뭐 하세요? 네, 생일 파티를 해요. 아, 생일 파티에 누구를 초대해요? 친구를 초대해요. 아, 생일 파티에서 뭐 먹어요? 생일 케이크를 먹어요. 네, các bạn đã thấy đấy ạ. Ở trong này chúng tôi sẽ hỏi là gì đấy ạ? Trong ngày sinh nhật thì làm gì? Trong ngày sinh nhật thì mời ai? Trong ngày sinh nhật thì ăn món gì? Vậy các bạn hãy thuộc những cái lời thoại này nhé. Chúng ta sẽ xem một số những từ liên quan đến sinh nhật. Thế nhưng mà là gì đấy ạ? Nó có một chút cái kính ngữ ở đây các bạn cần lưu ý. Cô Kim sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung này. Đây. 생일입니다. 제 생일, 친구 생일입니다. 하지만 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 선생님, 사장님, 생신입니다. 높임말입니다. 네. 자, 나이, 제 나이, 친구 나이, 동생 나이입니다. 하지만 높임말, 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 선생님, 연세라고 이야기합니다. 네. 자, 살, 나이 이야기합니다. 한 살, 두 살 이야기하죠. 네, 한 살, 두 살, 여기 살은 하나, 둘, 셋, 넷을 이야기합니다. 한 살, 두 살, 하지만 세, 이것은 뉴스, 신문, 병원에서 씁니다. 또 뉴스에서 이야기합니다. 새, 나이를 이야기합니다. 새 이야기합니다. 그리고 3세, 4세, 5세, 여기는 1, 2, 3, 4를 이야기합니다. 네, ở phần các cái từ mới liên quan đến tuổi và sinh nhật như thế này, các bạn cần lưu ý từ san và từ se. Ví dụ trong đối thoại hàng ngày, chúng ta nói hỏi mấy tuổi, đúng không ạ? Tôi 10 tuổi, mấy tuổi, à, em bé mấy tuổi, em bé 5 tuổi, chẳng hạn thế thì chúng ta dùng san. Tức là dùng gì đấy ạ? Hana thú xuyên nét ở bên này. Thế nhưng mà se ở đây thì chỉ dùng trong các cái trường hợp văn bản hành chính hoặc là những trường hợp gì đấy ạ? Có lễ nghi, thế thì người ta sẽ dùng se. Và lúc này thì người ta sẽ không dùng hana thú xuyên nét, mà người ta sẽ dùng in i sam sao. Thường thì sẽ xuất hiện ở trong báo và các văn bản các bạn nhé. Các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung từ vựng bài ngày hôm nay. 생일, 케이크, 축하 노래, 잔치, 카드, 초대, 생일, 나이, 살, 생신, 연세, 새, 지갑, 화장품, 손수건, 넥타이, 귀걸이, 목걸이, 반지, 꽃다발, 선물을 주다, 선물을 드리다, 선물을 받다, 선물을 고르다.
bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp ở trang 273 sách giáo khoa. Nội dung ngữ pháp thứ nhất trong bài ngày hôm nay là mẫu câu A O So chỉ nguyên nhân kết quả. Và các bạn sẽ xem cô Kim hướng dẫn nội dung này nhé. 어디에 가요? 부모님께서 베트남에서 오셔서 공항에 가요. 어디에 가요? 공항에 가요. 왜요? 자, 왜요? 부모님께서 베트남에서 오셨어요. 네. 그래서 공항에 가요. 네. 베트남에서 부모님께서 오셨어요. 그래서 공항에 가요. 문장이 두 개입니다. 두 문장을 하나로 만듭니다. 부모님께서 베트남에서 오셔서 공항에 가요입니다. 다음 문장 볼까요? 어제 왜 학교에 안 왔어요? 왜요? 배가 아파서 병원에 갔어요. 병원에 갔어요. 왜요? 배가 아파요. 그래서 배가 아파서 병원에 갔어요. 네. 네. Các bạn vừa thấy cô Kim hướng dẫn cho các bạn nội dung của A O So, tức là cái mà đứng trước A O So sẽ trở thành gì đấy ạ? Nguyên nhân. Vì sao bạn đi ra sân bay? Vì 부모님이 오셔서. Đấy. Vì sao mà bạn phải đi bệnh viện? 배가 아파서. Đấy, đấy là lý do cho nội dung ở vế đằng sau. Để chúng ta sẽ xem tiếp. 가다, 있다, 하다. 아, 어, 서입니다. 그럼 무엇을 생각합니까? 네, 아, 오가 있습니다, 없습니다를 생각하십시오. 자, 가다, 아가 있습니다. 네, 아서, 가서. 있다, 아오가 없습니다. 어서, 읽어서. 하다, 하다는 네, 여서지요. 네. 여서, 하여서. 하여서 이것은 해서입니다. 네. Các bạn thân mến, ở cái màn hình này thì cô Kim đang hướng dẫn cho các bạn các cái quy tắc về âm a o o. Các bạn nhớ nếu mà là âm o âm a thì cộng ai, a so đúng không ạ? Còn các trường hợp không phải là a o thì gì đấy ạ? Cộng o so. Riêng trường hợp ha ta thì sẽ thành heso. Để chúng ta sẽ xem tiếp. 어제 일이 많아서 바빴어요. 네. 언제 일이 많았어요? 어제. 네. 어제 일이 많았어요. 그래서 바빴어요. 하지만 어제 많아서입니다. 많았어서 아니요. 많아서 바빴어요. 지금 일이 많아서 바빠요. 지금 일이 많아요. 그래서 바빠요. 지금 일이 많아서 바빠요. 내일 일이 많을 거예요. 그래서 바쁠 거예요. 내일입니다. 내일도 많아서입니다. 어제, 지금, 내일 모두 많아서, 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 아서, 어서입니다. 네. Ở màn hình này, cô Kim đang hướng dẫn cho các bạn cái gì ạ? Tức là a, o, so có thể xuất hiện trong tất cả các câu hiện tại, quá khứ hoặc là tương lai. Nhưng bản thân a, o, so thì không thay đổi về thời thể ở đấy. Chỉ có cái gì đấy ạ? Cái vế đằng sau của nó sẽ thể hiện. Đấy là câu ở thời quá khứ, đây là câu ở thời hiện tại và đây là câu ở thời tương lai. Các bạn nhớ như thế nhé. A, o, so trong câu hiện tại, quá khứ hay tương lai không thay đổi. Cái thay đổi là cái động từ ở phía cuối cùng của câu mà a, o, so xuất hiện. Để. Có một nội dung nữa ở đây các bạn đang nhìn thấy. Ở chúng ta có cái câu như thế này nhé. A, o, so là cái mà để chỉ nguyên nhân, kết quả. Nhưng sau a, o, so thì người ta không dùng với thức mệnh lệnh, không dùng với điều rủ nhau cùng làm việc gì đó. Ví dụ như chúng ta nói là vì hôm nay thời tiết nóng, thế cho nên là chúng ta đừng đi ra ngoài. Câu đấy chúng ta không dùng a, o, so được. Bởi vì sao? Đừng đi ra ngoài đấy là gì đấy ạ? Mẫu câu mệnh lệnh. Đấy, thí dụ như chúng ta nói là gì đây? À, cái cặp này rất đẹp nên bạn hãy mua nó đi. Đấy, 이 가방이 예뻐서 사세요. Sai. Câu này sai. Bởi vì sao ạ? Sau a, o, so thì không dùng thúc mệnh lệnh. Hay tương tự như thế. 추워서 문은 닫읍시다. Lạnh quá, đóng cửa lại đi. Chẳng hạn như thế. Lạnh quá, đóng cửa lại đi. Đấy là câu dù ai đấy cùng làm việc gì đó với mình. Nhưng mà gì đây ạ? A, o, so không dùng trong tình huống này. Các bạn hãy nhớ a, o, so là mẫu câu chỉ nguyên nhân kết quả. Nhưng mà gì đấy ạ? Chỉ dùng trong câu kể hoặc trong câu hỏi thôi. Không dùng trong câu gì để thức mệnh lệnh hoặc là dù ai đấy cùng làm việc gì đó với mình. Để chúng ta sẽ xem tiếp. 일요일이라서 백화점에 사람이 많습니다. 네. 일요일입니다. 그래서 입니다. 그래서는 이라서 이야기합니다. 네. Đây là tình huống gì ạ các bạn? Đây là tình huống nếu như mà cái động từ ấy là động từ là, động từ 이다. Đấy thì chúng ta không có 이어서 mà chúng ta sẽ có 이라서. Đây là một cái quy tắc về phát âm thôi. Các bạn hãy nhớ nội dung này nhé. Để
친구 받침이 없습니다. 라서. 네. 친구라서. 일요일 받침이 있습니다. 이라서 일요일이라서. 네. Nội dung này là như thế nào các bạn? Tức là nhá, nếu như mà chúng ta có y tà động từ là mà gấp với cả a o so thì chúng ta sẽ chuyển thành y ra so. Thế nhưng trong trường hợp nếu như mà cái danh từ đứng trước y tà này này, đấy chin cu y tà, đúng không ạ? Đấy thì nếu chin cu này là cái từ không có bắt chim thì chúng ta sẽ dùng trực tiếp với ra so, bỏ y đi. Thế còn nếu mà idoil y tà thì ở đây có gì đấy ạ? À, có bắt chim, thế thì chúng ta sẽ cộng với y ra so. Các bạn hãy nhớ nội dung là gì? Động từ y tà đấy chuyển sang mẫu câu a o so sẽ chuyển thành là y ra so. Nếu như danh từ có bắt chim thì dùng y ra so nguyên như thế. Còn danh từ không có bắt chim thì chúng ta chỉ dùng ra so thôi. Các bạn hãy nhớ nội dung này nhá. Để. 그리고 라서는 아까 후왕 선생님이 이야기했습니다. 친구 여서. 네. 일요일 이어서. 네. 같습니다. 같습니다. 네, tức là gì đấy ạ? 라서, 이어서, động từ 이다 đấy là có thể bằng 여서 nếu không có bắt chim và bằng 이어서 nếu có bắt chim. 네. Các bạn sẽ xem tiếp nội dung bài ở đằng sau. 네. 아, 이번 주 토요일에 같이 영화 볼래요? 죄송해요. 이번 주 토요일에 학교에 가요. 네, 토요일에 왜 학교에 가요? 토요일에 일이 있어서 학교에 가요. 네, ở trong trường hợp này lại là cái gì ạ các bạn? Đây là động từ ita. Chúng ta có cặp động từ ita, opta. Thế ita thì cũng giống như là những trường hợp khác. Chúng ta sẽ cộng với a, o, so. Vậy là ita, isoso. Đấy, opta, opsoso. Chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu tiếp theo ở trong bài ngày hôm nay là mẫu câu 을까요? Để hỏi ý kiến hay là gì đấy ạ? Để xác định một cái nội dung gì đó. Các bạn sẽ xem cô Kim hướng dẫn nhé. 우리 점심에 뭘 먹을까요? 불고기를 먹읍시다. 네. 같이 점심을 먹읍시다. 네, 같이 먹읍시다. 좋습니다. 뭘? 먹읍시다 질문하고 싶습니다. 뭘 먹을까요? 이야기합니다. 네. 먹을까요? 불고기를 먹읍시다. 네. Ở trong cái màn hình này thì cô Kim đang hướng dẫn cho các bạn tình huống thứ nhất của 을까요? Tức là gì đấy? Chúng ta hỏi ý kiến của người nghe. Ví dụ chúng ta bảo các bạn ơi trưa nay mình ăn gì nhỉ? Đấy. Hay là các bạn ơi cuối tuần này mình đi đâu nhỉ? Chẳng hạn là như thế. Đấy là trong trường hợp chúng ta hỏi ý kiến thì ở phía đằng sau thường trả lời cho nó là một câu gì đấy? Rủ nhau cùng làm việc gì đấy? Chúng ta sẽ xem tiếp. 우리 주말에 같이 영화를 볼까요? 네. 같이 봅시다. 같이 볼까요? 네. 좋아요. 영화를 봅시다. 네. Cái trường hợp này lại là một cái trường hợp đưa ra gợi ý. Các bạn ạ, lúc nãy chúng ta hỏi nhé. Mua bơ cứ cái ở, ăn cái gì nhỉ? Đấy là trường hợp gì đấy? À, hỏi ý kiến. Thế còn cái trường hợp này chúng ta đã xác định được việc mà chúng ta đã định làm vào cuối tuần là gì rồi? Cuối tuần này hay là bọn mình đi xem phim nhỉ? Đúng không ạ? Tức là chúng ta đưa ra một cái gợi ý hỏi để xem người ta có đồng ý với cái đề nghị của chúng ta hay không. Thì tương tự như thế thì sẽ có câu trả lời đồng tình hoặc không đồng tình với cái gợi ý mà chúng ta đưa ra nhá. Để. 제가 카메라를 준비할까요? 제가 할까요? 네. 네. 은경 씨가 준비하세요. Trường hợp này thì như thế nào các bạn? Đấy, cái trường hợp này thì chúng ta lại hỏi ý kiến để xác định cơ. Ví dụ như tôi nói là tôi chuẩn bị máy ảnh cho chuyến đi này nhá. Đấy thì người khác sẽ bảo ờ thế thì bạn hãy chuẩn bị đi. Đấy, để tôi chuẩn bị thứ khác. Đấy, như vậy trong cái trường hợp này thì lại là gì để hỏi ý kiến. Đấy. 자, 그래서 같이 할까요? 합니다. 그럼 대답합니다. 네, 같이 합시다. 네. 자, 제가 할까요? 네. A씨가 하세요. 대답합니다. 네. Ở cái màn hình này cô Kim đã thu xếp lại cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Tức là gì? Trong trường hợp nếu chúng ta đưa ra một cái gợi ý, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra một cái gợi ý thì câu trả lời chúng ta nhận được thường là gì? Đồng ý và cùng nhau làm việc đó. Thế còn trong trường hợp chúng ta đưa ra một cái câu hỏi là tôi có nên như thế hay không? Chẳng hạn như thế thì câu trả lời chúng ta nhận được thường là gì? Ừ, bạn hãy làm như thế đi hoặc là bạn đừng làm như thế. Như vậy có nghĩa là với tình huống số 1 thì chúng ta thường sẽ nhận được câu gì đấy? Rủ cùng làm. Thế còn với tình huống số 2 này, đấy thì chúng ta thường nhận được câu ở thức mệnh lệnh. Để. À.
김 선생님, 지금 박 선생님이 학교에 계실까요? 네, 아마 계실 거예요. Các bạn thấy đấy ạ, ở đây lại một cái trường hợp khác. Ở đây thì chủ ngữ lại là ngôi thứ ba. Chủ ngữ là ngôi thứ ba. Thì chúng ta sẽ hỏi để dạng xác định. Tức là liệu rằng là, đấy, câu hỏi xác định liệu rằng là, liệu bây giờ thầy Park có đang ở trong trường không nhỉ? Đấy, và chúng ta sẽ nhận được câu trả lời khẳng định, đề, có lẽ là, hoặc là câu phủ định, tôi không biết, hoặc là có lẽ là không. Đây. 여기에 을까요? 의가 있습니다. 무엇을 생각합니까? 네, 받침을 생각합니다. 받침이 없습니다. 를까요? 갈까요? 받침이 있습니다. 을까요? 읽을까요? 열다. 르 받침입니다. 그럼, 네, 은은 없습니다. 열까요? 입니다. Đấy, ở phần này cô Kim vừa mới hướng dẫn lại với các bạn về việc gì đây ạ? Sử dụng ыл까요 trong các cái trường hợp như thế nào? Nếu động từ có bắt chim, nếu động từ không có bắt chim và nếu động từ là bắt chim riêng. Các bạn hãy ghi nhớ những nội dung này nhé. Để chúng ta sẽ xem tiếp. 내일 같이 저녁을 먹을까요? 네, 좋아요. 같이 먹읍시다. 뭘 먹을까요? 살국수를 먹읍시다. 네, 좋아요. 어디에서 먹을까요? 아, 학교 앞 베트남 식당에서 먹읍시다. Các bạn thấy đấy ạ, trong cái đoạn thoại này, tôi và cô Kim đã sắp xếp lại cho các bạn. Đấy, trường hợp đây là đưa ra một cái gợi ý và sẽ nhận được sự đồng tình, rủ cùng làm việc gì. Đấy, thì sau đó chúng ta đưa ra một cái câu hỏi là vậy thì ăn gì nhỉ? Đấy, sẽ nhận được một câu rủ, tức là gì? Rủ cùng ăn cái gì đó. Vậy thì gặp nhau ở đâu nhỉ? Thế và ở đây là rủ gặp nhau ở nơi nào? Đây. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung ngữ pháp tiếp theo trong bài ngày hôm nay. Đấy là mốt đứng ở đằng trước động từ. Đây là một dạng phủ định của động từ. Và các bạn sẽ xem cô Kim hướng dẫn nó nhé. 허영 씨는 수영을 못해요. 네. 허영 씨는 수영을 해요? 아니요, 안 배웠어요. 수영을 안 배웠어요. 그래서 수영을 못해요. 어제 시간이 없어서 숙제를 못했어요. 숙제를 했어요? 아니요, 숙제를 하고 싶었어요. 하지만 시간이 없었어요. 그래서 숙제를 못했어요. 네. Ở phần màn hình này thì cô Kim đang cho các bạn hai ví dụ với động từ có mốt đứng ở đằng trước. Ví dụ như nếu động từ mà không có mốt đứng ở đằng trước, câu này của tôi sẽ trở thành là 흥시는 수영은 해요. Nhưng mà tức là tôi có thể bơi được. Nhưng câu này là gì? 흥시는 수영은 못해요. Tức là Hương không thể làm việc gì được, không bơi được. Để thế còn ở đây là gì đây ạ? Ở trên시간이 없어서 숙제를 못했어요. Hôm qua không có thời gian nên không thể làm được bài tập. Vậy các bạn hãy nhớ đứng trước động từ ha tà. Đấy, hoặc là đứng trước một cái động từ làm bài tập ở đây chẳng hạn như thế. Thế thì có mốt vào một cái thì cái nghĩa của cái câu đấy đang chuyển thành nghĩa hoàn toàn ngược lại. Để chúng ta sẽ phân biệt mốt với cả an. Chúng ta đã học cái mẫu câu phủ định bằng an rồi đúng không? An đứng trước động từ và tính từ để làm cho gì đấy? Động từ tính từ đấy mang nghĩa hoàn toàn ngược lại. Mốt này cũng thế, cũng làm cho cái động từ đấy mang nghĩa hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên là các bạn nhớ nhé, an thì có thể dùng được với cả tính từ và động từ. Nhưng mà mốt thì ở đây chỉ dùng được với gì đấy ạ? Động từ thôi. Đấy, thì trong trường hợp là cùng là động từ, một bên này là gì? Phủ định do người ta không muốn làm cái việc đấy, tức là phủ định chủ quan. Tôi không làm, tôi biết làm nhưng tôi không làm. Chẳng hạn là như thế. Còn mốt ở đây là không làm nhưng mà do điều kiện khách quan. Ví dụ tôi không có năng lực để làm việc đó, hoặc là vì một cái yếu tố nào đấy khác, ví dụ như vì yếu tố thời gian nhỉ, thế mà tôi không thể làm được việc đó. Đây. 못은 가요, 먹어요, 읽어요 앞에 있습니다. 가요, 못 가요. 읽어요, 못 읽어요. 하지만 수영해요. 수영해요는 수영을 해요입니다. 그래서 하다 앞에 있습니다. 수영을 못 해요입니다. 네, ở màn hình này cô Kim đang hướng dẫn cho các bạn mốt thì sẽ đứng gì ạ? Trước một động từ hành động đúng không ạ? Khiến cho cái động từ đấy mang nghĩa hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên đối với những trường hợp động từ có ha tà đấy thì cái mốt đấy không phải đứng trước cái động từ này đâu ạ. Nó chỉ đứng trước chữ ha tà thôi các bạn nhé. Tức là đối với một cái động từ mà có ha tà thì chúng ta sẽ tách đôi ra, một nửa bên này là ha tà, một nửa bên này là cái phần đứng trước ha tà, và chúng ta sẽ đưa mốt vào giữa đấy để phủ định cái động từ đấy. Đây. 내일 환기호수에 갈까요?
아니요, 내일 못 가요. 왜못 가요? 내일 약속이 있어서 못 가요. 네, ở đoạn thoại này như các bạn nhìn thấy ở đây. Đấy, tôi nói là mai chúng ta đi Hồ Hoàn Kiếm. Cô ấy bảo không, mai tôi không thể đi được. Tại sao lại không thể nhỉ? Đấy, là bởi vì gì đấy ạ? À? Ngày mai tôi có hẹn rồi. Không phải là cô ấy không muốn đi, đúng không ạ? Do điều kiện về thời gian, điều kiện khách quan nên cô ấy không thể thực hiện được cái việc đi cùng với tôi đến Hồ Hoàn Kiếm. Vậy các bạn hãy nhớ, mốt là gì đấy ạ? À? Không thể thực hiện hành động gì. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện nói ở trang 278 sách giáo khoa. Tình huống đặt ra là các bạn đã hẹn đến dự một cuộc sinh nhật nhưng mà bạn vì lý do gì đó đã không đến được. Thế và bạn sẽ phải nói xem là vì sao mình đã không đến cuộc sinh nhật đấy và cũng hỏi xem là nội dung của cái cuộc sinh nhật đấy hay là không khí của cái bữa tiệc sinh nhật đấy đã diễn ra như thế nào. Cô Kim sẽ hướng dẫn các bạn phần luyện nói này nhé. 어제 생일 파티 재미있었어요? 남씨가 없어서 재미없었어요. 남씨는 왜안 왔어요? 수업이 늦게 끝나서 못 갔어요. 정말 미안해요. 괜찮아요. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. 친구들하고 뭘 했어요? 같이 한국 음식을 먹었어요. 참, 늦었지만 제 선물 받으세요. 생일 축하해요. 고마워요. 그럼 어떤 이야기를 하는지 같이 봅시다. 한번 따라 하십시오. 어제 생일 파티 재미있었어요? 남씨가 없어서 재미없었어요. 남씨는 왜안 왔어요? 수업이 늦게 끝나서 못 갔어요. 정말 미안해요. 괜찮아요. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. 친구들하고 뭘 했어요? 같이 한국 음식을 먹었어요. 참, 늦었지만 제 선물 받으세요. 생일 축하해요. 고마워요. 자, 이번에는 여러분과 제가 같이 이야기해 보겠습니다. 저는 이윤아 씨입니다. 여러분은 남 씨입니다. 여러분이 A입니다. 저는 B입니다. 여러분이 먼저 이야기를 시작하십시오. 어제 생일 파티 재미있었어요? 남 씨가 없어서 재미없었어요. 남 씨는 왜안 왔어요? 수업이 늦게 끝나서 못 갔어요. 정말 미안해요. 괜찮아요. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. 친구들하고 뭘 했어요? 같이 한국 음식을 먹었어요. 참, 늦었지만 제 선물 받으세요. 생일 축하해요. 고마워요. 그럼 이야기를 다시 한번 들어보세요. 어제 생일 파티 재미있었어요? 남 씨가 없어서 재미없었어요. 남 씨는 왜안 왔어요? 수업이 늦게 끝나서 못 갔어요. 정말 미안해요. 괜찮아요. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. 친구들하고 뭘 했어요? 같이 한국 음식을 먹었어요. 참, 늦었지만
제 선물 받으세요. 생일 축하해요. 고마워요. 이번에는 흐엉 씨가 유나 씨의 생일 파티에 못 갔습니다. 자, 유나 씨가 왜 생일 파티에 안 왔어요? 하고 흐엉 씨에게 물어봅니다. 자, 흐엉 씨는 왜 못 왔을까요? 네, 아르바이트가 있었어요. 자, 그럼 흐엉 씨는 무엇을 이야기합니까? 아르바이트가 있어서 못 갔어요. 이야기해야겠죠? 자, 여러분이 흐엉 씨 역할을 할 거예요. 그러니까 친구들하고 뭘 했어요? 하고 물어보세요. 자, 유나 씨는 친구들하고 같이 노래를 부르다. 어떻게 말할까요? 부르다, 르가 있습니다. 네, 노래를 불렀어요. 노래를 불렀어요 하고 이야기할 겁니다. 자, 그러면 같이 한번 이야기해 볼까요? 여러분은 흐엉 씨입니다. A입니다. 저는 유나 씨입니다. B입니다. 여러분이 먼저 이야기를 시작해 보세요. 어제 생일 파티 재미있었어요? 흐엉 씨가 없어서 재미없었어요. 흐엉 씨는 왜 안 왔어요? 어제 아르바이트를 해서 못 갔어요. 정말 미안해요. 괜찮아요. 친구들이 많이 와서 아주 좋았어요. 친구들하고 뭘 했어요? 같이 노래를 불렀어요. 참, 늦었지만 제 선물 받으세요. 생일 축하해요. 고마워요. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện đọc ở trang 284 sách giáo khoa. Ở nội dung bài đọc này là bài đọc của Chun Young viết về gì đây ạ? Bữa tiệc sinh nhật của bà mình. Và chúng ta sẽ đọc bài đọc này dưới hướng dẫn của cô Kim nhé. 자, 여러분, 할머니, 할아버지, 부모님, 선생님, 사장님의 생일은 무엇이라고 합니까? 네, 생일 높임말 생신이라고 하지요. 생신에 무엇을 합니까? 생신 잔치를 합니다. 생신 잔치를 합니다. 무엇을 합니까? 음식을 먹습니다. 가족들이 모두 옵니다. 축하합니다. 또 선물을 드립니다. 그렇죠? 자, 준영 씨 할머니 생일 이야기입니다. 남 씨가 준영 씨의 할머니 생신에 생신 잔치에 갔습니다. 어떤 이야기인지 같이 읽어봅시다. 준영 씨 할머니는 올해 61세이십니다. 그래서 준영 씨 가족들이 할머니의 생일 잔치를 준비했습니다. 저도 준영 씨 할머니 생일 잔치에 초대받았습니다. 준영 씨 집에 준영 씨의 가족과 친척들이 많이 왔습니다. 저는 준영 씨의 친척들과 한국말로 인사를 했습니다. 준영 씨 가족들은 한복을 입었습니다. 먼저 여기까지 봅시다. 준영 씨 할머니는 올해 연세가 어떻게 되세요? 네, 61세입니다. 한국에서 나이 61세는 좀 특별한 생일입니다. 그래서 준영 씨하고 준영 씨 가족이 무엇을 준비했습니까? 네, 특별한 생일 잔치를 준비했습니다. 남 씨도 준영 씨 할머니 생일 잔치에 초대받았습니다. 초대받다 무슨 뜻입니까? 네, 준영 씨가 남 씨에게 이야기했습니다. 남 씨, 우리 할머니 생신 잔치에 오세요 라고 이야기했습니다. 남 씨가 할머니 생신 잔치에 초대를 받았습니다. 준영 씨 집에 누가 왔습니까? 가족과 친척들이 많이 왔습니다. 자, 남 씨는 준영 씨 집에서 무엇을 했습니까?
친척들과 한국말로 인사를 했습니다. 준영 씨 가족들은 무엇을 입었습니까? 네, 한복을 입었습니다. 61세 생일이 다른 생일하고 조금 다릅니다. 아주 중요합니다. 그래서 한복을 입었습니다. 그럼 다음 이야기를 같이 볼까요? 준영 씨와 준영 씨 동생은 할머니 앞에서 노래를 불렀습니다. 저는 할머니께 축하 카드를 드렸습니다. 우리는 잔치 음식을 많이 먹고 이야기도 많이 했습니다. 그리고 다 같이 사진도 찍었습니다. 참 즐거웠습니다. 자, 준영 씨와 준영 씨 동생은 무엇을 했습니까? 네, 할머니 앞에서 노래를 불렀습니다. 남 씨는 할머니께 무엇을 드렸습니까? 네, 축하 카드를 드렸습니다. 남 씨와 가족들, 친척들은 무엇을 했습니까? 잔치 음식을 많이 먹고, 이야기도 많이 하고, 그리고 사진도 찍었습니다. 잔치가 어땠습니까? 참 즐거웠습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung bài viết ở trang 286 sách giáo khoa. Nội dung ở bài viết này là chúng ta sẽ viết về một bữa tiệc sinh nhật. Bạn đã từng tổ chức tiệc sinh nhật chưa? Ở trong bữa tiệc đấy, các bạn sẽ mời ai? Ở trong bữa tiệc sinh nhật, các bạn sẽ làm món ăn như thế nào? Và cái bữa tiệc đấy diễn ra như thế nào? Cô Kim sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện một bài viết về bữa tiệc sinh nhật. 자, 이번에는 생일 파티 이야기를 한번 같이 써봅시다. 누구와 함께 생일 파티를 했습니까? 대학교 친구들과 같이 했습니다. 어디에서 만났습니까? 피자집에서 만났습니다. 무엇을 했습니까? 피자를 먹고 커피를 마셨습니다. 무슨 선물을 받았습니까? 모자와 시계, 귀걸이를 받았습니다. 무슨 선물이 제일 마음에 들었습니까? 모자가 제일 마음에 들었습니다. 왜 그 선물이 마음에 들었습니까? 예쁘다. 예쁘다는 어떻게 말합니까? 네, 의가 있습니다. 예뻤습니다. 쓰십시오. 자, 의가 어를 만났습니다. 아, 어를 만났습니다. 은은 없어집니다. 그리고 여기에 아, 오가 없습니다. 예뻤습니다. 써야 되겠죠? 자, 기분이 어땠습니까? 아주 행복했습니다. 자, 여러분 이것으로 생일 파티 이야기를 한번 써보세요. các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện phát âm. Ở nội dung luyện phát âm bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ lưu ý về hai trường hợp phát âm chữ tờ và chữ thờ ở bát chim. Nếu như chữ tờ và chữ thờ ở bát chim này gặp nguyên âm y, thì chữ tờ và chữ thờ này sẽ lần lượt đọc là hai chữ chờ, một chữ chờ có phẩy và một chữ chờ không có phẩy. Các bạn hãy xem cô Kim phát âm chính xác những cái trường hợp này nhé. 같아요. 같이 가요. 네. 끝을 몰라요. 끝이 없어요. 네. 밑에 있어요. 네. 밑이 아니에요. 네. Các bạn hãy phát âm theo cô Kim nhé. 같아요. 같아요. 같이 가요. 같이 가요. 끝을 몰라요. 끝을 몰라요. 끝이 없어요. 끝이 없어요. 밑에 있어요. 밑에 있어요. 밑이 아니에요. 밑이 아니에요. 네. Các bạn hãy luyện tập nhiều với phần phát âm này nhé.
Các bạn thân mến, ở phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ liên quan đến bữa tiệc sinh nhật. Thế và các bạn cũng đã học một số những từ vựng và biểu hiện liên quan đến món quà và tặng quà. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu chỉ nguyên nhân lý do ào so. Các bạn cũng đã học mẫu câu ilkayo để nói gì đây ạ? Hỏi ý kiến hoặc là xác minh ý kiến. Thế và các bạn cũng học mẫu câu phủ định mốt, tức là gì đây ạ? Nói việc gì đó không thể làm được. Các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung bài đã học nhé. 여러분 이제 한국말로 친구의 생일을 축하할 수 있습니까? 그리고 이유를 이야기할 수 있습니까? 한국 친구의 생일을 축하해 주세요. 네. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. 감사합니다. 감사합니다.